Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Báo Nhật Bản giành lời khuyên bất ngờ cho Công Phượng. Huấn luyện viên Calisto trở lại Việt Nam dự trận cầu đặc biệt. Tuyển Việt Nam đang đi đúng hướng dưới thời của huấn luyện viên Tuzier. Văn Toàn tiết lộ lý do chia tay câu lạc bộ Seoul Island. Báo Nhật Bản giành lời khuyên bất ngờ cho Công Phượng. Trong bài viết mới đây, tờ Football Chap giành lời khuyên bất ngờ cho Công Phượng. Trong lần thứ hai xuất ngoại, Công Phượng tiếp tục đối diện với tương lai bất định. Tính từ đầu mùa, cựu chân sút của Hoàng Anh Gia Lai mới chỉ thi đấu 3 phút cho câu lạc bộ Yokohama gặp Nagoya Grampus tại Cúp Liên đoàn Nhật Bản, còn lại chủ yếu đóng đinh trên băng ghế dự bị. Tờ Football Chap của Nhật Bản nói về tiền đạo người Việt Nam tại xứ sở mặt trời mọc. Công Phượng vừa tỏa sáng khi đóng góp một bàn thắng giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Palestine trong trận đấu giao hữu vừa qua. Sau đó, tiền đạo người Việt Nam trở lại với hiện thực khốc liệt ở câu lạc bộ Yokohama FC. Tính từ đầu mùa, Công Phượng chưa ra sân ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Cầu thủ này mới xuất hiện trong 3 phút ở trận đấu với Nagoya Grampus tại Cúp Liên đoàn. Mặc dù Yokohama chia tay một số cầu thủ tấn công trong giai đoạn giữa mùa giải, nhưng có vẻ như Công Phượng không bao giờ được ngó ngàng tới. Người hâm mộ Việt Nam tỏ ra thất vọng với tình ảnh hiện tại của ngôi sao 28 tuổi. Họ cho rằng Yokohama FC chưa mộ Công Phượng chỉ nhằm mục đích thương mại, chứ không phải là để củng cố đội hình. Họ cảm thấy cay đắng khi tương lai ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam ngày càng lụi tàn. Trong bài viết khác, tờ Football Chap khuyên Công Phượng nên trở về Việt Nam thi đấu. Công Phượng đang ở độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp nhưng không được ra sân quá nhiều. Người hâm mộ cho rằng tiền đạo này nên từ bỏ giấc mơ chơi bóng ở Nhật Bản để trở về V-League thi đấu càng sớm càng tốt. Thậm chí ngay cả khi trở về V-League, Công Phượng chưa chắc cạnh tranh vị trí với những tiền đạo trẻ đang lên của bóng đá Việt Nam. Từng là cái tên gây sốt nhưng Công Phượng đang dần bị lu mờ. Bên độ mới của ngôi sao sinh năm 1995 có thể là hai câu lạc bộ Việt Nam, đó là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Định. Đó là những đội bóng muốn gia tăng sức mạnh tấn công. Công Phượng buộc phải đứng trước hai lựa chọn: trở về Việt Nam thi đấu hay tiếp tục theo đuổi giấc mơ Nhật Bản. Trước trận đấu với Palestine, huấn luyện viên Philip Chuze cho biết Công Phượng Văn Toàn đúng là đang vất vả khi thi đấu ở nước ngoài, nhưng trong nước nhiều cầu thủ chưa chắc có phong độ tốt hơn bộ đôi tiền đạo này. Thực tế, những gì diễn ra trên sân vận động Thiên Trường Nam Định tối ngày 11 tháng 9 trong trận đấu với đội bóng Tây Á chứng minh huấn luyện viên Philip Chuze chính xác khi Công Phượng trực tiếp ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ, trong khi Văn Toàn kiến tạo để Tuấn Hải ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Sau trận đấu với Palestine, Nguyễn Công Phượng nói đơn giản: nhiệm vụ của một tiền đạo là ghi bàn, nên bàn thắng vào lưới Palestine đối với tôi như một nhiệm vụ. Điều đó cho thấy Công Phượng ngày nay đã trưởng thành hơn trước. Có thể giai đoạn hiện tại với cầu thủ này đầy khó khăn, nhưng nhiều người tin rằng với bản lĩnh của mình, tiền đạo gốc Nghệ An sẽ biết cách vượt qua và sẽ sớm trở lại là một trong những tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Calisto trở về Việt Nam dự trận cầu đặc biệt. Huấn luyện viên Henrique Calisto, người từng giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu vô địch AFF Cup vào năm 2008, đã có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh để tham dự trận cầu đặc biệt cùng với các cầu thủ thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Calisto cùng vợ đã trải qua chặng bay dài từ Bồ Đào Nha đến Thành phố Hồ Chí Minh và có mặt tại Việt Nam vào tối ngày 16 tháng 9. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được mời tham dự trận cầu đặc biệt với hơn 50 danh thủ thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 24 tháng 9 trên sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất vui khi trở về Việt Nam sau nhiều năm. Tôi ở đây lần cuối vào năm 2018 và bây giờ mới có dịp quay trở lại một lần nữa. Cảm giác thật tuyệt vời mỗi lần gặp lại học trò cũ, những người bạn cũ lâu năm. Tôi cũng rất tò mò muốn biết thế hệ cầu thủ mới của Việt Nam. Tôi thấy những thế hệ sau này đang có sự phát triển ấn tượng. Huấn luyện viên Calisto chia sẻ khi được chào đón bởi các học trò cũ và người hâm mộ ngày trở lại Việt Nam. Trong 10 ngày ở Việt Nam, bên cạnh việc tham dự trận cầu đặc biệt, huấn luyện viên Calisto dự định sẽ trở lại những nơi nhiều kỷ niệm với ông khi còn làm việc tại Việt Nam. Tôi sẽ đi tham quan vài nơi, ôn lại những kỷ niệm và đi lang thang qua các con phố cổ ở Sài Gòn, nhớ về những người bạn cũ, những kỷ niệm tươi đẹp mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Với tôi, điều đó rất quan trọng, huấn luyện viên Calisto bày tỏ. Huấn luyện viên Calisto là người hùng của bóng đá Việt Nam sau khi giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên vô địch AFF Cup vào năm 2008. Tiếp quản chiếc ghế của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là ông Phan Thành Hùng, trợ lý đội tuyển Việt Nam của ông Calisto. Ở trận đấu giao hữu giữa các thế hệ vàng sắp tới, huấn luyện viên Calisto và huấn luyện viên Phan Thành Hùng sẽ dẫn dắt hai đội bóng đối đầu nhau. Trận đấu có sự tham dự của khoảng 50 danh thủ Việt Nam như Nguyễn Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức, Trần Công Minh và các tuyển thủ quốc gia gồm Nguyễn Tiến Linh, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Hoàng Đức và Đoàn Văn Hậu. Ban tổ chức cho biết tại sự kiện sẽ tổ chức đấu giá các vật phẩm thể thao, dành toàn bộ số tiền thu được cùng tiền bán vé cho mục đích thiện nguyện. Tuyển Việt Nam đang đi đúng hướng dưới thời của huấn luyện viên Chuze. Vẫn còn quá sớm để khẳng định lối chơi mà huấn luyện viên Chuze đang xây dựng là phù hợp và hiệu quả. Nhưng những tín hiệu và kết quả tích cực kể từ khi Phù Thủy Trắng dẫn dắt cho thấy đội tuyển Việt Nam đang đi đúng hướng.
Triết lý kiểm soát trận đấu, chủ động thi triển lối chơi của huấn luyện viên Philippe Chuzier đã và đang được các học trò vận hành như một chân trù. Vẫn còn quá sớm để khẳng định lối chơi mà huấn luyện viên Chuzier đang xây dựng là phù hợp và hiệu quả. Nhưng những tín hiệu và kết quả tích cực kể từ khi phù thủy trắng dẫn dắt cho thấy đội tuyển Việt Nam đang đi đúng hướng. Những chiến binh sao vàng đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp dưới thời của huấn luyện viên Philippe Chuzier. Nhà cầm quân người Pháp đã rất thận trọng khi chọn các đối thủ ở trình độ trung bình là Hồng Kông Trung Quốc, Syria và Palestine để thử nghiệm đội hình và từng bước xây dựng lối chơi cho đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Chuzier sử dụng nhiều đội hình khác nhau trong những trận đấu giao hữu vừa qua. Cùng với quá trình thử nghiệm, từng bước hoàn thiện lối chơi, ông thầy người Pháp cũng tăng độ khó cho đội tuyển Việt Nam ở những trận đấu giao hữu sắp tới trước khi bước vào các giải đấu chính thức. Cụ thể, trong tháng 10, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đối thủ có thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA là Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Với 3 trận đá đấu, giới chuyên môn đều có chung nhận định lối chơi kiểm soát bóng, chủ động giữ nhịp và triển khai pressing ở từng thời điểm của ông thầy người Pháp đang được vận hành ngày một chân trù hơn. Điểm sáng dễ nhận thấy nhất trong lối chơi của các học trò huấn luyện viên Chuzier là sự tự tin. Các cầu thủ đã thực hiện khá tốt đường truyền ở cự ly ngắn và trung bình. Tuy nhiên vẫn còn sai số trong những đường truyền quyết định hay cần sự tập trung hiệu quả trong các tình huống ngăn chặn đối thủ phản công. Tốc độ xử lý bóng và thực hiện các đường truyền vẫn còn chậm. Tất nhiên, với thời gian tập trung của đội tuyển không dài và chưa có nhiều trận đấu, chúng ta không thể đòi hỏi nhiều hơn ở ban huấn luyện và các cầu thủ. Điểm đáng mừng ở trận đấu vừa qua là Công Phượng và Văn Toàn, dù không có nhiều cơ hội ra sân thi đấu tại sân chơi J-League và K-League 2, nhưng vẫn giữ được phẩm chất vốn có. Trong khi Công Phượng vẫn cho thấy phẩm chất tinh tế và rất khác biệt nơi vòng cấm, thì Văn Toàn vẫn giữ nguyên tốc độ xé gió để có đường truyền dọn cỗ giúp Tuấn Hải lập công. Quang Hải dù chưa trở lại là chính mình, nhưng tinh thần thi đấu rất đáng ghi nhận. Ở hiệp 1, số 19 cũng đã có một đường truyền rất chất lượng và nếu Tuấn Hải may mắn hơn thì đã tìm được mảnh lưới của đối phương. Để kiểm soát tốt trận đấu đòi hỏi các cầu thủ không chỉ có kỹ thuật tốt mà còn phải có thể lực tốt để duy trì nhịp độ và đảm bảo sự kết nối. Hiện huấn luyện viên Chuzier đang có trong tay dàn cầu thủ chất lượng cả về chuyên môn và chiều sâu đội hình. Sau trận đấu giao hữu với Palestine hôm ngày 11 tháng 9, nhà cầm quân người Pháp sẽ có thêm cơ sở dữ liệu để đánh giá về năng lực của các học trò và khả năng hiện thực ý tưởng chơi bóng mà ông đưa ra. Văn Toàn tiết lộ lý do chia tay câu lạc bộ Seoul Unilen. Tiền đạo Văn Toàn lần đầu trải lòng về việc rời khỏi Seoul Unilen. Chiều ngày 15 tháng 9, câu lạc bộ Seoul Unilen của Hàn Quốc thông báo chia tay tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, dù K-League 2 vẫn còn 8 vòng đấu nữa mới chính thức khép lại. Thông báo này cũng tiết lộ Văn Toàn sẽ cập bến câu lạc bộ Nam Định thi đấu ở V-League thay vì tái hợp đội bóng cũ Hoàng Anh Gia Lai như đồn đoán của người hâm mộ. Mới đây, Văn Toàn đã lần đầu trải lòng về việc rời khỏi câu lạc bộ Seoul Unilen. Anh chia sẻ trong đoạn video trên mạng xã hội: "Xin chào tất cả mọi người, mình sẽ chia tay câu lạc bộ Seoul Unilen về Việt Nam thi đấu. Mình rất buồn và cảm thấy có lỗi khi về Việt Nam trong giai đoạn đội vẫn đang thi đấu, không thể đi cùng mọi người đến hết mùa giải. Hy vọng mọi người sẽ hiểu cho mình. Mình biết ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mình quãng thời gian ở đây. Cảm ơn huấn luyện viên và các trợ lý cùng đồng đội, mình cảm thấy thoải mái tại đây. Mình hy vọng câu lạc bộ sẽ luôn là nơi để các cầu thủ tới và đạt được nhiều danh hiệu hơn trong tương lai. Hy vọng câu lạc bộ sẽ thành công hơn. Xin cảm ơn các fan của Seoul Unilen đã ủng hộ mình nhiều. Lúc đầu, mình khá lo sợ không biết mọi người sẽ tiếp đón mình như thế nào, mình có làm được gì hay không. Khi mình sang đây, mình cảm thấy Seoul Unilen rất thân quen. Mỗi lần ra sân được mọi người gọi tên mình rất hạnh phúc. Đối với cuộc đời của mình sẽ luôn lưu giữ những kỷ niệm đó. Xin gửi lời chào đến tất cả mọi người." Theo nhiều nguồn tin, Văn Toàn đang đàm phán với câu lạc bộ Nam Định. Nếu thành công thì tiền đạo này sẽ cập bến sân Thiên Trường ở mùa giải tới. Trước Văn Toàn, câu lạc bộ Nam Định đã ký hợp đồng với Trần Văn Kiên, Lý Công Hoàng Anh, Rafaelson, Trần Văn Công. Họ chia tay nhiều cầu thủ do mình đào tạo như là Đinh Viết Tú, Văn Trường, Nguyễn Đình Mạnh, Nguyễn Hạ Long, Trần Mạnh Hùng hay Phạm Minh Nghĩa. V-League và giải hạng nhất 2023-2024 khởi tranh từ ngày 20 tháng 10 với thể thức thi đấu vòng tròn hai lượt thay vì chia nhóm tranh ngôi vị vô địch và đua trụ hạng như V-League 2023. Lượt đi V-League kết thúc ngày 9 tháng 3 năm 2024, lượt về kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024. Tương tự như V-League, giải hạng nhất cũng thi đấu sớm và vắt qua 2 năm. Hạng nhất mùa giải 2023-2024 kết thúc mùa giải lượt đi vào ngày 4 tháng 3 năm 2024 và kết thúc lượt về vào ngày 29 tháng 6 năm 2024. Cúp quốc gia 2023-2024 bắt đầu từ 24 tháng 11 năm 2023 và kết thúc bằng trận chung kết ngày 7 tháng 7 năm 2024. Như thông lệ, trước khi khởi tranh mùa bóng sẽ là trận tranh siêu cúp giữa đội vô địch V-League 2023 và đội giành cúp quốc gia 2023 diễn ra vào ngày 7 tháng 10.